cũng mời vận động viên Đào Duy Phú đơn vị Thái Nguyên đeo băng đỏ gặp vận động viên Ngô Thế Sao đơn vị Quân đội đeo băng xanh điều hành trận đấu. Tổng tài Hiếu các vận tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Số 3-0 vận động viên đeo băng xanh của đơn vị Quân đội thắng trận. Chương trình thi đấu buổi sáng hôm nay đến đây là kết thúc, và chiều nay đúng 16 giờ trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra tại địa điểm thi đấu.